Cảm giác như tễu mà đứng lên mà tôi vào tôi đánh có khi cũng thắng cơ. Tễ mà ông cầm cho xoăn xong ông Nam ông cầm Parmesan thì lúc đấy thì tôi lại bắt đầu tôi lại ngồi thì tôi không nói gì cả. Cho anh em nghe tiếng game thôi. Vâng, mặc hôm nay bình luận đỏ nhỉ? Em xin thưa với anh là em là bình luận viên không cửa thua. Em bình luận 10 kèo thì 9 kèo thắng và 1 kèo hòa nhá anh em nhá. Hit AC. Hit và AC. Vâng, hôm nay đi bình luận thì không kịp ăn gì. Hôm qua thì mất ngủ 3 giờ sáng mới ngủ được. Sau đấy thì 10 giờ dậy xem cái kèo Tuti solo với Dương Cối. Vâng, Phong Phanh thì cũng tưởng là được nghỉ cơ vì hôm nay thì các game thủ đa phần là đi dự hội nghị với bên đối tác Facebook Gaming. Tức là đang chuẩn bị đi ngủ giấc nữa. Tự nhiên là nhận lịch đi làm. Sau rồi kịp thời may quá trên đường đi thì tự nhiên lại thấy cái quán mà bán nước ngô mua luôn hai chai ơi. Rogan, Alamaz, Yuri, Donna, Donna,
Oklahoma, Oklahoma, Homes. Oklahoma, 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 Vâng, 13% đến từ AC. Đây sẽ là nhà BA của game thủ Ronaldo, BM đóng cạnh BB. Vâng, 11 tròn dành cho game thủ Ronaldo bài này. 11, 02, 03 thì đấy thôi. Bên kia Nam Sâu Kiêu đang có điểm số cao và khả năng nó có đẩy tê đấy nhá. Khả năng Nam Sơ Kiều đẩy tê là cực kỳ cao. Vâng, em chào anh Thiên Hạ. Sao lại chưa gì vào đây làm cái mặt buồn thế này? Phải vui lên chứ anh. Cuộc sống mà, cuộc sống công bằng lắm. Có thể ngày hôm nay thì người ta, ông trời sẽ lấy của mình cái thứ này, nhưng ngày mai sẽ trả lại cho mình cái thứ khác. Có lẽ là phải trả cả vốn lẫn lãi luôn. Anh em yên tâm đi. Lên đời rất sớm dành cho Nam Sầu Cừu. Không hề có tê. À không, tôi đang định bảo là không hề có tê, nhưng mà đúng có tê thật. Đang muốn cơ cấu cái hướng mà từ phía 3 giờ số bóng. Úi rồi, đội bạn nở cũng rơi đầu rồi. Cái tham lai như vậy là bị đè là vì đội bạn nở từ tên cũng rơi đầu. Dễ hiểu thôi, người ta đi lên đời, người ta lên đời sớm hơn mình khoảng 30 giây như vậy cơ mà. Vang dân quẩy. 5 bè à. Vé, vẫn hở. Không, nhưng người ta không đi vào. Dưới dốc, chơi luôn. Con tê vẫn sống à? Nhiều tê thế. Không biết là con tê tiếp theo hay là con tê nãy vẫn sống. Tiếp tục vác dân ra quẩy vì số lượng cung rồi, đội bạn vẫn đang nhỉnh hơn. 5 BA đối đầu 4 BA. Nam Sâu Kiều đang muốn dứt điểm trận đấu này siêu sớm. Nhận thấy đối phương lên đời muộn hơn so với mình, cho nên Nam Sâu Kiều đang đẩy tất tay. Và biết đâu đấy là bài lên sớm nhưng mà bài dâng à. Tôi nghĩ đấy là hoàn toàn có thể có. Cắt vào cung R sẽ bắn trước không T hay không? Cắt còn ít máu cũng được, không cần thiết phải nhiều máu. Nam vẫn đang vờn ở phía ngoài. Mới đè. Đây, có Nam ở đây. Cung R chi rỉa rất nhanh đấy. Quan trọng là những tên điều R này chúng ta đang giữ cung R là khéo. Và đối phương cũng vậy, thì cả hai bên đều không chết cung R. Và Nature luôn đến từ Nam Sâu Kiều. Nhưng xin thưa, đây là vị trí đấu cung tại ngay nhà BA của chúng ta. Và với lợi thế nở những con cung R mới ra thì liệu rằng có đỡ được nhà tên này không? Có một hai con nông dân đảo, đảo con dân đi. Có đảo con dân không? À để đến chỗ rồi, quên mất, tôi quên.
để Necho rồi. Vâng, vậy với lợi thế bắt luôn. Với lợi thế đấu cung tại nhà BA chúng ta thì khả năng cơn này chúng ta đỡ được và bắt luôn tên cung to đầu tiên của Việt Nam Soulkill. Một tình huống đấu cung G là đầy mạo hiểm đến từ Nam Soulkill. Nhưng đúng lúc này Nam đẩy thêm cung lên. Đúng lúc này thì Nam đẩy thì, thêm một lượng cung nữa. Và Nam vẫn đang rất hổ báo. Chúng ta tiếp tục bắt thêm cung G. Có vẻ như nhà BA của Nam Soulkill là sóc không đều cung nữa. Đây liệu rằng đây có phải là bài điên hoàng sóc cung hay không? Đây có phải là bài điên hoàng sóc cung hay không? Có xác sư tử với xác hươu kìa. Đây là xác gì? Xác sư tử. Như vậy là một pha ngứa tay từ Nam Soulkill, anh bắn chết sư tử thôi. Tôi đã tưởng đây là xác hươu. Tôi tưởng đây là vị trí có dân của Nam Soulkill cơ. Vẫn chưa dám khẳng định 100% là bài Nam Soulkill đi ăn hoang để sóc cung cung gờ dâng Nga cao. Chúng ta hãy cùng chờ đợi nào. Có sửa cái e phía dưới không? Nhìn nó bập bùng rồi. Tiếp tục tụ cung. Vâng, tham trở về cân. Tầm này thì game thủ Ron Tế có tầm khoảng 35 dân. 35, 36 dân gì đấy. Của Nam Soulkill có lẽ cũng vậy thôi. Tiếp tục đứng ở trong rền giữ và thủ nhà. Tham lại trở về thế cân. Vâng, nhà Nam trên hướng 12 giờ chăng? Chưa thấy nhà BA của Nam đâu và chưa thấy thế nhà của BA, thế nhà của game thủ Nam Soulkill đâu cả. Một trận đấu đến thời điểm này đang là khá mãn nhan. Chúng ta đang bị đối phương lên đời rất sớm, ép vào rất sớm. Nhưng càng đánh thì Tham Lai đang trở về dần về cân. 12 giờ vẫn chưa thấy nhà của Nam này. Gặp bắn đi, có hai con thôi. Vâng, hit đen dằn đang là khá khéo. Gặp nhà Nam ở phía trên. Gặp nhà Nam 1.18. Không biết là nhà Nam hay là chỉ là một cái chấm gì đấy thôi. Biết đâu đấy là một cái giếng hoặc là một con xe giò. Bây giờ thì đang lựa chọn hướng đi quân. Đẩy con cung R kia đi trước đã. Đẩy con cung R trên hướng 12 giờ xem. Gặp. Không, giếng rồi. Gặp cung R nhá. Gặp tên dưới kìa, tên dưới gặp kìa. Cả hai tên đều gặp. Vâng, Nam Soulkill cái gì đây? Vâng, Nam về chém mà. Đánh cung gà thế à rời. Cầm mấy CD ăn nhà đây. Ơ, nhà như thế là trốn không người vậy. Ronaldo đang bắt đầu di lên. Những thời điểm đầu chúng ta đã thủ được thì bây giờ đang di lên. Bắt luôn tên cung R phía sau của Nam. Nhưng là đông đấy. Điều khéo vào nào. Nam không phải là game thủ nhiều tay và Nam đang bị nhấp nháy. Chính xác là con cung R chúng ta đang bị dân đập ở phía trong. Từ từ đã, chậm lại một tên. Vào móc dân. Dân bãi gỗ và dân bãi ruộng ở phía trên của Nam Soulkill. Cầu kéo càng xa càng tốt, nếu con cung R đã khỏi nhà BA của Nam Soulkill. Vâng, bắn đi. Vâng, vào cắn dân của Nam. Cắn. Cẩn thận nha, thôi né. Cung R nó đông hơn. Mặt này thì ngang phèo này nhưng mặt kia thôi chạy đi. Đấu làm gì những tên như thế. Dẫu biết rằng đây là một tình huống cố gắng câu kéo nhưng thôi. Bổ sung thêm quân. Và cung R Hitty đang bắn rất chát đến từ game thủ Ronaldo. Đang bắn rất chát. Xác định mất tên cung R nhỏ phía trên này nhưng phải cắn được dân. Đóng S mới nào. Rừng của Nam Soulkill bắt đầu xấu dần. Như vậy là bài đánh chắc nhà đến từ Nam chứ không phải là bài ăn hoang. Nhà của game thủ Ron Tail có lẽ bây giờ muốn ăn rừng thì phải lên hướng 3 giờ thôi. Khả năng là phải lên hướng 3 giờ ăn rừng. Chúng ta đang tiếp tục cần thấy bắt nha, nó sổ lên phía sau kìa. Có đúng không nhỉ? Không phải. Tiếp tục móc nào, Tham Lai vẫn cần rồi. Một thế trận rất bàn căng, sóc đều quân nào. Thời gian gần đây tôi đã cảm giác cái khả năng đánh cung R đang ngày càng hoàn thiện. Bắt đầu muốn lên đầu máu. Chúng ta hơn cung R xin một cái đầu máu. Và nếu như lên được đầu máu thì có lẽ là giữa con cung R Hitty nó sẽ vượt trội hơn một chút so với cung R IC. Thời điểm đầu khi chưa lên đầu máu thì có lẽ là cung R IC là hơn một tí. Nhưng sau khi chúng ta lên đầu máu thì có lẽ rằng lợi thế sẽ là hơn. Rừng của Nam Soulkill rất xấu đấy. Móc được tên này thì tươi này. Vâng, đang dừng đồng kích tây, một tình huống dừng đồng kích tây. Nam Soulkill lên dốc. Cung R Hitty là một loại cung R bắn siêu chát. Nam có để ý rằng là mình đang bị công lên bãi gỗ ở phía trên hướng 12 giờ hay không đây? Nếu như Nam không để ý thì Nam sẽ mất luôn tên dân ở phía trên vì cung R đang bắn siêu chát chúa. Vâng, tiên sứ mấy con sư tử này mày ngứa răng à? Vâng, bắn chết của Nam tầm khoảng 6 dân. Ôi không, Nam cũng đang về e. Khi Nam cũng đã phát hiện ra rằng game thủ Ron Tếu đã bắt đầu xấu rừng. Tếu để ý rằng Nam đang đẩy cung R, nó bắt tên cung R nhỏ của em đấy. Bây giờ thì tách thẳng vào ruộng luôn. Nam đang về e.
Nam Lai đang là 72. Vâng, Nam không để ý tên cung giò này. Rất nhiều tay, từ tệ chúng ta có thể thấy Nam không phải là game thủ nhiều tay. Sau ngày hôm nay thì tôi cảm nhận thấy như vậy. Tệ vẫn đang sóc rất đều những con cung giò của mình. Vâng, cho dân gian bay gỗ kia đi, phá hè hướng này cho mà đi cho an toàn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái gì? Bo thế này á? À, nó phải e, nó phải e. Tớ đấy chắc nó phải e thôi chứ chả quay bo hướng này cả. Chả quay bo như này cả. Mít đen liên tục kìa, tiểu kìa, đóng nghe tràn ra. Bỏ cái bãi gỗ chỗ cạnh BA đi, khoảng đóng mét mới đi. Sư tử đang đuổi cung giò nó có ở đấy đấy. Nó ốp mình à? Nào mày vào đây hộ tao cái. Mày vào đây hộ tao cái. Bắt. Không, ít thôi. Nó có ít thôi. Công đồng nhá, nó công một tên đau đấy. Ăn gỗ đi em, ăn gỗ cánh rừng thông kìa, dân đóng xong nhà rồi. Ô, chưa ra. Gỗ bắt đầu đuối dần, gỗ bắt đầu đuối dần. Đây rồi. Nam à, Nam ơi. Con dân cuốc vàng vẫn đang cuốc rồi, lượng vàng vẫn đang lên rất là đều 10 vàng. Không, Nam mốt tên này đau đấy, đổ luôn nhà BA với đối phương. Tên này là tên chưa biết đâu, cũng rồi xin. Thế trận đổi nhà cho nhau. Không, Tiểu đang muốn về giữ nhà. Cũng rồi đang siêu đồng đến từ Nam. Chúng ta chưa có đầu máu, đấy là một bất lợi tại vị trí đấu cùng này. Thật sự là như vậy. Sóc đều quân lên. Hy vọng là những con giờ Hitty có thể giúp cho game thủ Ronaldo đỡ ở nhà. Đỡ được luôn tên này. Thực sự rằng đấu cùng tại nhà BA là một quyết định sai lầm của Nam. Thì đơn giản là những con cung R mới nở ra sẽ giúp được Tiểu có thể thủ được nhà BA thành công. Thì đây đã 8 nhà BA rồi. Cái việc mà 8 nhà BA sóc đều thì dựa lượng cung R nó nở ra là mỗi phát là 8 con. Mỗi phát là 8 con. Chắc chắn rằng game thủ Nam Song Kiều không thể công được vào nhà BA của game thủ Tiểu. Và bây giờ thì Nam vẫn tiếp tục di lên. Nam vẫn tiếp tục di lên. Tôi nghĩ rằng Tiểu cần phải cho nhiều hơn một con dân vàng. Vì tôi đang rất khát khao có được một cái đầu máu lên sớm. Để chúng ta có thể khỏe hơn hẳn. Sau đó bị bắt cung R kìa Tiểu kìa. Để khỏe hơn trong tình huống đấu cùng. Cùng AC. Vâng, bị bắt cung R mà tham lai lại trở đến cân thế mới lạ chứ. Như vậy thì là nó là vắt châu quân à, không có dân à. Thì chúng ta đang một thế mà tôi cảm giác lượng dân cũng không nhiều. Mà lượng quân cũng... Ôi, thính thế nhở. Vãi đạn. Thính thật đấy. Chắc có thấy hiu nhảy. Sóc đều cung ra, sóc đều cung ra, sửa ruộng đều tay, tránh tình trạng cháy ruộng ảo. Tiểu đang tham lai là 78. Tham lai tính là 80 đấy. Cắn được 3 dân của game thủ Nam Sâu Kiêu. Tiếp tục cắn ở bãi gỗ. Bãi gỗ siêu xấu của Nam và bây giờ lao thẳng vào ruộng chính của Nam. Ruộng ở nhà mình kìa, ruộng ở nhà mình kìa. Ở nhà mình bị móc kìa, tiểu kìa. Tên này bị bắt. Nhưng không sao, 1-2 con thôi mà, đơn giản thôi. Cứ 40 giây nó lại nở ra 8 con nữa, sợ cái gì đâu. Rồi, tăng thêm A. Tôi nhìn nhầm, như vậy mới có 6 A thôi. Tôi tưởng 8 A rồi cơ. Nhìn nhầm. Tôi tưởng 8 A cơ. 6 A thôi. 8 A thì chắc đội bạn đất lâu rồi. Đây là một thế trận không ông nào đầu vàng đâu. Tiểu như đầu vàng lên đầu máu thôi. Chứ không có ông nào lên 4 đâu. Lực đâu mà lên. Đóng nhà chính lại đi. Đóng nhà chính đẹp vào để gỗ rồi lên nhanh hơn. Cẩn thận tên cung R 3 giờ nhá. Họ đang muốn bắt mình. Nhưng mình đang muốn đẩy thêm cung R ra bắt lại. Ai bắt ai tên này? Thế gọng kìm. Vâng, bánh mì kẹp xúc xích. Bánh mì kẹp trứng tên này. Về. Bị công kìa, bị công kìa. Rồi, tuổi gì? Mấy con thôi. Cẩn thận đằng sau đông lắm nha, nhà BA kìa, đằng sau đông lắm kìa, về ngay. Đội bạn đang xô vào, vé vào. Rất khét, pha vé rất khét. Vẫn bị lọt 4 con vào trong. Để ý ở ngoài nha, đang đứng dốc kìa.
May quá, tiếp tục đấu cung tại nhà VA. Đấy là một quyết định sai lầm đến từ Nam Sokyu. Cứ đứng quân tại nhà VA đấu là sai rồi. Tôi không cần biết các ông đông như nào. Đấu cung tại nhà VA là thấy sai rồi. Tôi muốn tếu đóng bung nhà chính ra em ơi. Bung mạnh nhà chính ra để ăn gỗ. Vâng, không tên đấy mà về được e tốt này. Mid e nhá. Bắt luôn tên này. Bắt luôn. Nam Sâu Kiêu đang đứng ăn thua. Vậy 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 và vậy. Gãy e. Tên này gọi là gãy e. Gãy e gãy e gãy e. Không cửa cho Nam. Cảm giác Nam đang gọi là bất lợi hoàn toàn. Vâng, 2-1 chứ phải là đơn giản đâu. Sử dụng đều tay tránh tình trạng cháy ruộng ảo. Bung nhà chính thêm ra. Thế nhà Nam siêu xấu. Xin phép anh em là chỉnh sửa tỷ số nhá. 2-0 giờ đầu thứ 3. Xin phép anh em vậy. Anh em có chửi thì... Vâng, anh em có chửi thì tôi cũng cắn răng cắn lợi lại. Tôi nhịn, vâng, nhịn nhục tôi chịu thôi. Vâng, anh em nào mà thương mà không chửi, nhắc khéo thì thôi thì cũng được cảm ơn anh em. Anh em nào chửi thì tôi cũng nhắm mắt nhắm mũi, tôi chịu nghe anh em chửi thôi. Tỷ số là 2-0 trong trận đấu thứ 3. Chúng ta đã có lợi thế rất lớn ở trong trận đấu 3 này rồi. Tạm thời đã dẫn trước 2-0 và liệu rằng có phải là 3-0 trắng hay không? 3C trắng hay không? Tiếp tục mid đè. Timeline của Hitty đang nở lên là siêu siêu nhanh. Bây giờ đang rất nhiều nhà chính cộng với rất nhiều nhà VA được sóc đều. Cái việc nở tham là tương đối mắc bình. Không cửa thua nữa rồi. Timeline của đối phương bây giờ có lẽ là tầm khoảng 85. 85 đến từ Nam Sâu Cửu. Nam Sâu Cửu tiếp tục khai thác vào đây nhưng nhà Nam sẽ bay. Ít nhất là BA của Nam sẽ bay giờ này. Ít nhất là BA của Nam sẽ bay. Bắt chọn con tên cùng R của Nam. Và bây giờ Nam giảm xuống chính. Vâng, xin tuyên bố là không cửa thua trận đấu này khi Nam đã bay xuống chính. Nam đã bay xuống chính. Bây giờ thì Nam lấy cái gì sau quân? Có lẽ rằng may mắn nếu như Nam tìm thấy một bãi quả thì Nam vẫn có thể sóc được tầm khoảng mấy tên nữa. Nhưng đấy sẽ là dấu chấm hết. Khi mà đã bay xuống chính là dấu chấm hết. Đây là một trận đấu mà thời điểm đầu chúng ta phải đi tham rất mạnh vì đơn giản rồi bàn lên sớm. Tên của đầu tiên nở ra sớm. May sao thế nhà của Tếu đẹp hơn rất nhiều so với thế nhà của Nam. Rồi, ok. Tỷ số là 2-0 trong trận đấu thứ 3. Ok, ok. Rất tốt, rất tốt. May quá cái nhà BA đóng gần cái BS. Và đấy là lý do tại sao thời điểm đầu chúng ta có thể đỡ được nhà khi có những con nông dân ở đấy. Nam sai là mấy cái tên là Nam ốp vào nhà BA, đấu cung tại nhà BA, đấy là Nam sai. Yes. Egypt. Phổ cần thôi.